Đặc biệt là ai mà đang dùng chế độ chờ á, đang nghe gọi bằng số 9, có người gọi đến nó chờ rất là khó chịu. Nên mình khi mình nghe cái này là mình để cái kia ở chế độ bình thường thì mình vẫn đọc tin nhắn, vẫn lướt Zalo, Facebook, mình lướt web được bình thường. Mình nghe gọi này khỏi bị những cái phần mềm theo dõi các kiểu. Rất là thú vị. Nói chung là nhiều cái thú vị lắm. Nên khi mà các bác quý khách cùng ngồi với Kỳ Lăng để trao đổi thì ra rất nhiều cái thú vị. Nên Kỳ Lăng mới có một cái showroom. Không phải là mặc định đến để mua hàng mà đến đây để giao lưu. Kỳ Lăng rất mong muốn và rất thích được giao lưu với tất cả quý khách hàng. Mỗi ngày được kết nối nhiều, mỗi ngày được biết nhiều, đó là một cái điều mà Kỳ Lăng luôn luôn và xây dựng. Hiện tại thì có nhiều option lắm. Ví dụ như quý khách không thích bằng vàng nguyên khối mà bắt thích bằng thép. Thép giống như thế này, thép bóng, thép nhám gì đều có hết. Thép bóng thì như thế này.